Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày lễ độc lập Ukraine, cho nên là gia đình mình đi lên trên đất để mà nướng thịt gà. Tima, Tima hôm nay đi học cô giáo của chú. Tima xin chào bà cô bé đây con. Tima xin chào. Con sao? Con nhảy hả? Xin lỗi, con làm bị đổ bia của bà rồi. Con xin lỗi. Đó thì đây cô chú chị xem. Hôm nay thời tiết rất là mát cô chú anh chị, mát không có nắng hơn nó chừng luôn, không có nắng. Ở nhà bên cạnh á, hôm bữa mua xong rồi bây giờ người ta đang sửa chữa bên trong để chuẩn bị ở. Còn nhà mình cũng có nhà khỏi cần sửa. Nhà này mấy chục đô. Nhà mấy chục đô à. Ừ. Đây hôm nay là đi siêu thị mua tùm lum cô chú anh chị nè. Nước trái cây, rau củ quả thôi à, nữa là dưa hấu. À, cái này thịt gà bây giờ mình sẽ ướp muối thôi, xong rồi đem đi nướng, xong rồi sẽ sau đó là sẽ bỏ lên cái sốt này nè. Cái sốt này là cái sốt vịt quay. Mình để nướng xong rồi bỏ cái sốt này lên, xong rồi sau đó nướng nữa cho nó thơm cái sốt lên là được. Đó. Giờ sẽ xiên qua. Đó. Xiên như thế này. Yeah. Xúc xích nướng xỏ vô đây luôn. Yes. Да. Chút xíu cháy không sao. Thịt gà chín rồi, bây giờ mình sẽ chiết cái sốt này lên. Rồi mình nướng thêm mấy phút nữa cho cái sốt này nó nóng lên, nó thơm lên là ngon. cô giờ nó cạnh nó xúc xích. Bổn phận nó dễ, xúc xích là dễ nhất nướng hả con ha. Давай, где стаканчик? Не тянай камень, кучи, тянай. Mà đá trên này bom này con gì này? Тарелка ям канай ход то чем салат. Ôi xin mời cô chú anh chị ăn với đây cho mình nha. Tima và cô chú các bạn. Gà chiên nè. Tima cũng ăn gì? Tima gà chiên. Nè con. Tima gà chiên. Gà nướng. Thì gà nướng con ngon lắm luôn, ăn thử đi. Tima nấu mà nè. Đúng rồi, mẹ gà nướng này. Chín rồi. Chín gì? Chín cháy rồi, chín rồi. Нет, це водичка, ти воду. Це компота. Це компота, Тім. Я водичку не буду. Ладно. Окей. На. All full. Yeah, eat how many you can. Mẹ cái con thích của mẹ. Ở đâu của mẹ? Mẹ hay soda, cái nào cũng được. Con thích cái nào thì đưa lại cho mẹ cái đó. Con này. Con lọc. Hả? Đó. Cái bánh mì này. Ôi. Bây giờ con này Tima nè, ngon con. Ok rồi, bỏ mì đây. Có cà này, cà chua này, lúc cạch nhì nhì của con. Ôi, chị ngồi thêm chút xíu ơi, mệt quá. Kỷ niệm ngày độc lập đi. 32 năm. Hôm nay là gặp chiến tranh nữa. Chúc mừng ngày độc lập chú chị à, mời uống cho quân đội Ukraine, Slava Ukraine, vinh quang cho Ukraine. Ngon. Mà chị này xem bò, chị này xem bò mình uống. Đi symbol là nhiều uống hả con? Gì kỳ trời. Đây nhiều. Мало nhiều. Короче, крылышки відриваються. Забирай. Разом. Нахуй. Có mở không được à? Có lại cái tốt. Ngon. Крылышки con. Давай. Nè. Móng tay già mà mở không được. Mà nào. Con mà nhìn chị này chứ. Thịt gà không có ăn. Thịt gà. Ăn đi con. Chị này con cá. Chị này. Đúng rồi, con gạo đó. Đó, chị này. Má đi con gạo. Con gạo đó. Đó con. Chị này ăn xin cơ tét á. Cái này xin cơ bếp ba. Con heo hả? Chứ mà con heo. Lúc này con. Ồ, cắt có rồi. À, vậy mẹ ăn nha. Xin mời. Ồ. Тимки. На, Лукас. Мам, дай ум. Uống quả trời, chưa ăn hết uống quả. Ra con chút. Thì mà Julia con này. Ăn đây đừng uống nữa. Ăn đây. Хлеб забери. Мне не надо. I don't eat that. Смачно, Тім? Да. До мене, да. Ова. Mama cười. Cô chú anh chị, Tima hôm nay đi học được 3 bữa. Đi học mẫu giáo hả cô chú anh chị ha. Ngày những cái ngày đầu tiên á, là cô giáo sẽ I saw about Tima's story kindergarten. Trường mẫu giáo đây cô chú anh chị, trước khi mà đi học vô một cái nhóm học của mấy em nhỏ theo lứa tuổi á, thì là sẽ những ngày đầu tiên đi học á, là sẽ có ba mẹ đến. Mỗi ngày thì cô giáo sẽ cho từ 1 đến 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ mà ba mẹ ở chung luôn, nghĩa là coi theo dõi nó coi nó có thích hay không để cho nó làm quen với bạn bè với lại cô giáo đó. Thì kéo dài đến khi nào đến ngày đầu tiên nhập học hay là tháng 9 hàng năm á của như vậy, thì đến cái ngày đó thì bắt đầu mới bắt đầu đi học học chính. Thì mấy ngày vừa rồi á, bây giờ còn tháng 8 này nên là Tima 3 ngày nay đi học 2 tiếng của chú anh chị à. Ngại ngùng e gì với lại bạn đó. Với lại cô giáo chứ người lớn á, ai mà người lớn mà đụng vô Tima nó không có chịu đâu, nên là mình dặn á, là không có được cho người lạ đụng người vô đó đó, cho nên là thấy gì chừng thấy người lớn là không có chịu. Cô giáo hỏi chuyện rồi hỏi sao bắt chuyện ảnh cằn nhằn, ảnh nhăn không nói chuyện hết á, nhưng mà bạn cùng lứa tuổi thì chơi thôi con ha. Đó, ngày mai đi học nó giỏi thôi con ha. Ngày hôm nay mà con đang cà mù. Sao? Con đang cà mù. Mama. Có ba mẹ theo. Còn nếu mà như Tima mà nó chỉ làm quen được rồi thì ba mẹ có thể dời rồi 2 tiếng sau đi quay lại đón nó. Còn những bé mà nó hay khóc, nó hay khó chịu á, thì ba mẹ sẽ ở đó trong vòng một mấy tiếng đồng hồ luôn, chừng nào nó quen thôi mới đi học chính thống, chứ không để nó khóc đó. Hôm nay Tima sáng ngủ dậy á, ngày này thì thứ ba đi học rồi. Mom, bạn khóc hả con? Đó. Rồi con có khóc không? Không. Giỏi mà good đó. Bạn khóc nhiều không con? Khóc nhiều hả con? Đúng rồi, con trong lớp có một bạn khóc nhiều á, nhóm nhiễu cả ngày luôn à. Vậy mà giỏi. Vẽ tranh đi, học nhát, học nhảy nữa. Giỏi rồi. Hôm nay là ngày đi học của Tima, ngày thứ ba. Thì sáng mình ngủ dậy cô chú chị hồi mình nói Tima dậy, chuẩn bị đi học. Tima cô chú biết nó làm sao? Nó nhiều quá, đi học nhiều quá. Bây giờ cái em hỏi chứ sao đi học mà nhiều quá, ngày nào cũng phải đi học, cái bạn ngày nào cũng đi học chứ đi học mà nhiều, cái nói cho oh my god. Oh my god, sao mọc nhiều. Nhưng mà cũng đi, nói xong rồi chơi, xong rồi đánh răng thay đồ, xong rồi ăn sáng thiệt nhanh rồi đi học, chứ không có la khóc, rất là giỏi luôn. Nè con lao khăn sao miệng nghe con, sao cái miệng nữa, cái miệng dính dơ. Đi học nhiều quá hả con? Dạ. Nhưng mà thích không? Thích rồi con hả? Mai đi học tiếp con hả? Thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Em mập 2, 3, 4, 9 nhật. Một thứ hai, thứ ba, thứ tư, 1, 2, 3, 4 bữa rồi tới chủ nhật. Thứ bảy rồi chủ nhật được nghỉ. Dạ mom. One, two, three, four, Saturday, Sunday, holiday. Con đi tắm nhiều à? Đi tắm nhiều quá hả? Bạn đi tắm im, bạn ngủ im. Quay cái mặt ở trong vào cô bé à? Quay cái mặt vô. Con đi câu cầu. Con biết học làm sao hả? Mai nữa bác sẽ bùm bùm bay. Đó, bùm bùm bay hả? Đó, mom. Kiss. Тарелка. Бак. Bùm bùm bay. Hôm nay Family Indian. Ôi. Rồi. Không phải sang từ mình không? Dính mã luôn. Тяну. Цей Russian Congratulations у нас. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Що, весело ж буде? Вони ж нас типа... Как? Chú anh chị ạ, hôm nay là ngày độc lập của Ukraine cho nên là Nga sẽ có một cuộc tấn công. Mình nghĩ là như vậy, từ giờ họ chuẩn bị á. Congratulations. Вони так протримались. Nên là có cổ động á. Chắc tụi mình ở đây đến khi nào hết cổ động mới về. Tina crazy. Crazy, Tima nói cái này là crazy. Đó, Nga đây crazy. Không được nhà phu. Nhà cháy hả con hả? Nhà phu, nhà cháy. Crazy. Russian. No crazy. Tôi chạy kìm. Nó suy suy con. Ông Putin là phải cúi đầu xin lỗi những chị em Ukraine. Xin lỗi tụi nó. Tại vì tụi nó đang sống hạnh phúc vui vẻ tự nhiên, không đem quân qua xâm lược. Làm tụi nó khó. Nó không có thích đâu. Con hả? Đã tụi này. Tụi này. Nó học ít. Tụi mà tụi đó. Không. Cà chua này, cô chú cà chua màu vàng nhưng mà trái giống như trái cái gì ta? À, giống như trái lê cô chú anh chị, giống như trái lê. Ở đây có giống tomato, cả nhiều loại giống lắm, có loại cà chua mà kiwi nữa. Nó ăn như trái kiwi luôn á, vậy nó bùi mà nó ngọt, ngon á. Khi nào có dịp về Việt Nam á, mình đem khay giống về. Xong mình tặng cho những bà cô bác ai mà quen liên hệ với mình, mình sẽ tặng. Giờ Việt Nam làm giống những cái cây giống cà chua mới thì ăn ngon, ngọt. Mà trái sai lắm luôn. Ngon con ha, tí mà ăn hết gà con. Dưa hấu ha. Nó thịt gà, xúc xích. Xúc xích thì con ngon, xúc xích. Ăn con. Đi học cô giáo thương. Cô giáo nói nếu mà Tima tại vì á, ngày đầu tiên là Tima vô cái nhóm đầu năm học á, cái nhóm đầu tiên của một cái trường á thì nó nhỏ. Nhưng mà khi xét lại Tima thì nó lớn hơn những đứa đó. Nên là phải di chuyển Tima vô một cái nhóm lớn hơn. Rồi cô giáo nói phải, nhưng mà Tima nó không lớn hơn á, thì cô giáo sẽ dạy cho Tima. Tại vì nhìn Tima nó ngon, nó hiền, nó chơi với bạn bè giỏi, nó không có gây lộn với ai đó. Mà nó biết làm bạn với bạn bè, là tự làm quen với bạn chơi. Rồi không có đánh bạn, không có cãi lộn gì hết á. Thế là chơi rất là giỏi. Cô giáo nói cô giáo thích dạy Tima. Nhưng đánh bạn không được đánh bạn con à? Dạ. Lỡ bạn đánh con thì sao? Nói cho cô giáo. Nói với mấy cô giáo là bạn đánh con, cho cô giáo la bạn nha con. Không được im nha con nha. Được đà. Đánh nhau. Dạ. Được. Được. Bạn trai bạn gái gì cũng làm quen được hết, giỏi á. Anh lớn hơn cũng chơi được luôn. Ngon á. Ngon. Su bye bye được chưa? Bye bye. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của gia đình mình. Tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn rất nhiều. Rocket mama, rocket mama. Hãy nghe tiếng Syria là rocket nè. Không.